Kênh Quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn tác giả Nguyễn Trọng Mạnh về bối cảnh của cuốn tiểu thuyết là Vùng ven đô Sài Gòn sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Trung đoàn 16 do đồng chí Ba Kiên chỉ huy được lệnh áp sát ven đô Sài Gòn thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong chủ trương chiến lược quân sự của ta. Những cán bộ và chiến sĩ vô cùng anh dũng và thông minh được nhân dân ủng hộ đã bám trụ ở đây như một cái đinh đóng vào sườn của hệ thống bảo vệ vendo Sài Gòn của Mỹ Ngụy. Địch đã dùng cả không quân và các lực lượng dù quân địa phương để đối phó. Trung đoàn này đã chịu một sự hy sinh, tổn thất rất lớn. Chỉ còn lại khoảng 20 người, nhưng họ đã làm cho kẻ thù khiếp sợ. Trong lúc gian khổ, ác liệt thì phó chính ủy phân khu là Tám Hàn đã giao động chạy về hàng địch. Nhưng dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Ba Kiên và các cán bộ khác, Trung đoàn 16 vẫn vững vàng trước mọi thử thách đã anh dũng chiến đấu và nêu cao phẩm chất anh hùng. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Hãy đến gần sáng Ba Kiên, Thị và Nghĩa mới trở về. Họ đi suốt cả đêm, nhưng đến chỗ nào cũng đụng phải chúng nó. Họ tắt đường sang lại bỏ sao nhưng không gặp một ai. Cái người bắn súng hợp đồng với Nghĩa lúc chật tối không về bên đó. Như vậy là anh ta còn nằm dưới rạch hoặc một nơi nào đó. Suốt đêm đó không có một người nào về voi nhỏ nữa, ngoài Nghĩa. Đêm ấy, má hai cũng không ngủ thấy ba kiên trở về không má biết là tình hình rất xấu về đến nơi ông làm việc vội vàng với chị tám và sáu trang rồi chuẩn bị ra bưng thường ngày ba kiên vẫn ra bưng và tối mới lại về nhà má nấu một nồi cơm khác nắm hơn một chục vắt đưa cho thị và nói con mang thêm ra ngoài đó mấy nắm phòng khi anh em có về ông ba kiên đi rồi chị tám cũng ra đi sáu trang mượn cái xuồng của má hai trèo dọc theo con rạch kiếm anh em thất lạc chúng nó hỏi đi đâu thì cô bảo là vào gò sao đế bứt trái chúng nó hỏi bứt trái làm gì thì cô nói là bứt việt tiếp tế cho việt cộng bọn lính thấy vậy cười híp cả mắt và kêu vọng theo sau xuồng của cô cô em chiều về nhớ ghé cho qua xin trái rửa nghen sáu trang trèo xuồng dọc theo con rạch qua cầu sắt lên gò sao chỗ nào nghi ngờ cô cho xuồng vào sát bờ dừng lại đến gò sao cô lên bờ tìm vào những hầm cũ nhưng chẳng có dấu vết gì khoảng 4 giờ chiều thì bọn lính rút. Sáu trang trở lại tìm hùng. Cô ghé sát xuồng vào tận bờ mà cậu ta vẫn không biết. Mãi đến lúc sáu trang khẽ đặt tay lên trán thì hùng mới rên lên một tiếng và mở mắt. Sáu trang buộc sắt xuồng vào gốc cây. Rồi nhảy xuống đứng dưới nước. Một lúc sau mới đỡ được cậu bé đặt lên xuồng. Hùng hiểu ra và nằm im lặng. Sáu trang phủ một lớp dạ lên mình Hùng rồi nói. Nằm im nghen, tôi đưa về chỗ chú ba. Chị ở chỗ chú ba à? tôi ở chỗ chú tám họ về hết chưa họ nào chú tám về từ hôm qua lận tôi hỏi bộ đội mà à bộ đội thì tôi không biết thằng hùng thở dài nó mới xuống đơn vị đánh nhau có được một trận chưa chi đã bị thương chi mà thở dài nằm yên rồi tôi đưa về chú chú tám chỉ chiều nay là đến nơi thôi mà đưa tôi về chỗ chú chú ba tôi không về chỗ chú chú tám nữa đâu chỗ chú ba có về thì cũng về tạm thời thôi. Ở đó không có trạm phẫu. Trạm phẫu là cái gì hả chị hai? Là chỗ người ta mổ vết thương. Vết thương của cậu bây giờ chắc phải mổ, để lâu quá dễ nhiễm trùng. Nhiễm trùng là thế nào? Nhiễm trùng là để lâu quá, không mổ thì sẽ phải cưa chân đi. Thằng Hùng đành bằng lòng với sự giải thích như thế, nhưng nó vẫn giữ ý kiến của nó lúc đầu. Như vậy thì mổ xong tôi lại về chỗ chú ba. Ừ, Việc đó thì còn để trên nghiên cứu sau này đã. Nhưng mà tôi không muốn ở chỗ chú Tám. Hôm đó, ngoài bưng voi nhỏ, nơi ba kiên ém ban ngày, có thêm hai người về, Tuấn và cậu chiến sĩ chóc hầm chạy về gặp thận ở tiểu đoàn bộ. Cả hai người bị thương nhẹ, nằm dưới rạch suốt đêm, được chị Tám trở xuồng về. Cậu chiến sĩ đó tên là Liệu, bị thương nhưng mồm vẫn nói liến thoáng. Nghĩa ngồi nhìn cậu ta, mặt hầm hầm, anh đã biết chuyện cậu ta bỏ hầm chạy do tuấn kể lại chính vì những thằng lính như thế này mà hôm qua tiểu đoàn mình bị một vố đau như thế đấy anh nghĩ vậy và nhổ một bãi nước bọt ông ba kiên bảo thị đưa cho mỗi người một nắm cơm và mở hộp cá trong ba lô của ông cho họ ăn vừa nhìn họ ăn ông hỏi tình hình ngoài đó nhưng họ không biết gì hơn ngoài những chi tiết mà nghĩa đã kể lại có điều chắc chắn là họ đã trông thấy thận chết cái vụ bắn súng tối hôm qua Họ có biết nhưng lúc đó họ ở xa và không tham gia. Khoảng 5 giờ chiều thì xuồng của sáu trang ghé vào bờ. Cô gái ngồi dưới xuồng gọi lên một cách vui vẻ. Các anh giúp em một tay. Có thương binh nè. Họ khiêng chú bé đặt lên bờ, trên một tấm vải mưa. Mọi người tiếu tít hỏi han, nhưng người vui nhất có lẽ là ông bà. Ông thở dài nhẹ nhõm. Từ hôm qua đến nay, ông vẫn đang tính toán chưa biết tìm cách nói như thế nào đây với má hài. Thằng Hùng thấy mọi người chú ý đến nó như vậy thì nó bỗng cảm thấy quên đau. Người ta hỏi nó vết thương như thế nào, thì nó nói là thường thôi. Nhưng có lẽ cũng phải mổ vi để lâu quá sợ bị nhiễm trùng. Khi ba Kiên hỏi nó bị thương lúc nào và vì sao bị thương thì nó kể lại một cách thật say mê. Tối qua, cháu đang nằm dưới rạch, cháu nghe nổ súng, vậy là cháu nổ luôn. Nghĩa trợn mắt. Tối qua mày nổ súng hạ thằng nhóc. Hùng nhìn nghĩa có vẻ bất bình vì nó nghe anh gọi nó bằng thằng nhóc. Nó lên giọng: "Chứ còn ai vô đó nữa? Thế mày có trông thấy tao không? Sao lại không? Tối qua tôi mà chạy theo anh thì tôi tiêu mạng rồi chứ bộ. Vậy mày chạy đường nào? Tôi ném cái thắt lưng. Và thằng Hùng kể lại chuyện nó đánh lạc hướng tụi địch cho mọi người nghe. Trong khi kể, thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn nghĩa xem anh phản ứng như thế nào một lúc sau thì nó yên trí rằng bây giờ mọi người đã không coi thường nó nữa rồi, kể cái anh vừa gọi nó là thằng nhóc đó. Chú ba thì khỏi phải nói, ngay từ lúc gặp nó, chú đã tỏ ra rất bình đẳng. Ông ba kiên, trời đất thánh thần ơi, giữa mà từ tối qua đến giờ tao cứ nghĩ mãi không biết ai nổ loạt súng đó. Thằng Hùng sung sướng quá, nó không ngờ người ta lại chú ý đến cái sự việc đó nhiều như thế. Nó cố giữ nét mặt thật nghiêm trang, để khỏi lộ cái vẻ vui mừng này ra bên ngoài vì theo nó chỉ có trẻ con mới vui mừng một cách dễ dãi như thế ông ba kiên chú sẽ viết thư cho chú tám về việc này để chú tám xét khen thưởng cho cháu nhưng mà cháu không về chú chú tám nữa đâu cháu đi bệnh viện xong cháu lại về trung đoàn chú mà ở với chú tám buồn muốn chết được rồi mày sẽ về với tao nhớ nhé nghĩa nhìn nó gật đầu và nói như thế thằng Hùng bây giờ đã cảm thấy thinh thích cái chú bộ đội rậm dâu này đôi chút. Cái chú trông vậy mà cũng hiền hồi. Khi bà Kiên nói với thì về báo tin cho má hai ra thăm thằng Hùng một chút trước khi nó đi viện, thì nó dãy nảy lên. Đừng, chú ba ơi, chú đừng tin cho má cháu biết, bà thêm lo. Thực ra, nó nghĩ khác. Nó mới đi bộ đội chủ lực miền, nó đã tự hứa thầm với nó là phải để một thời gian thật lâu nữa nó mới về thăm nhà. Lúc nó về thăm nhà phải là lúc nó đã hoàn toàn thay đổi trông giống hệt như các chú bộ đội chủ lực miền vậy nó cứ khẩn khoản mãi và lại cũng cần đưa gấp các thương binh đi cho kịp ông kiên cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của nó nhưng lấy giấy bút ra và bắt nó viết lại mấy chữ cho má hai yên tâm thằng hùng cầm cây viết ngoay ngoáy nó viết được mấy chữ rồi lại xóa đi rồi lại viết lại xóa một lúc nó gặp đôi tờ giấy lại sẽ đi một nửa cuối cùng nó cũng viết thư đưa cho ba kiên bức thư vắn tắt như sau Thưa má, con vẫn bình thường, má đừng lo chi cho con hết. Chỉ vì con bận đi công tác với chú ba nên con chưa về được. Vậy má ở nhà cứ yên tâm. Ký tên, Hùng. Ba Kiên xem xong vào bật cười, bắt nó sửa lại chữ chú ba thành chú tám, vì nếu nó đi với ông mà lại không về nhà được thì là một điều vô lý. Bất đắc dĩ, nó phải sửa lại chữ này. Sửa xong, nó nói với ba Kiên: "Thư thì cháu viết vậy thôi." chứ hôm nào ra viện thì nhất định cháu sẽ về ở trung đoàn với chú ông ba kiên giao cho thì cùng đi với sáu trang đưa ba thương binh về bình mỹ và trở lại ngay trong đêm để đề phòng có thương binh khác định viết thư cho phó chính ủy phân khu nhưng không biết nghĩ sao lại thôi đêm qua tám hàn viết cho dặn rằng sau khi giải quyết xong hậu quả trận đánh thì ba kiên thu góp tất cả anh em lại và rút sang bên đó chỗ phân khu bộ vì hiện nay tình hình bên đó đang tạm yên chưa hiểu phó chính ủy phân khu định rút bộ phận còn lại của ông về bên đó làm gì muốn hỏi lại cho rõ ràng rồi mới đi. Dặn thị và sáu trang. Về bên ấy, có gặp anh Tám. Các đồng chí báo cáo với anh ấy là đêm nay tôi còn phải giải quyết cho xong chính sách, gom hết các đồng chí thất lạc rồi sẽ sang sau. Nghĩa đỡ thằng Hùng Đạt nằm lên xuồng. Xong véo vào một bên má nó mà nói, chúc nhóc lên đường may mắn. Điều trị xong nhớ về trung đoàn nhé. Thằng Hùng vùng vằng tôi không phải nhóc. Thôi, không nhóc thì đồng chí bộ đội vậy. Ba Kiên cười, sau một trận đánh quyết liệt như đang đứt từng đoạn ruột, thì tự nhiên xuất hiện cái chú bé ngộ nghĩ. Nhớ lại khi hỏi nó, cháu bắn vậy không sợ à? Nó trả lời, mình chủ động mà sợ chi. Ông thấy sừng sốt. Lúc đầu vẫn nghĩ nó là một đứa trẻ, chẳng qua nó thích vào bộ đội chủ lực là vì một sự ham mới trộm lạ như mọi đứa trẻ khác. Nhưng cho đến bây giờ thì ông thấy nó hành động với một ý thức, với một sự tính toán tuyệt diệu lúc đầu định đưa nó về phía sau rồi sẽ tạo điều kiện cho nó học hành ở cái tuổi nó cần phải được học nhưng cho đến bây giờ thì thấy rõ sự phát triển của nó nó sẽ phải là một người chỉ huy là một chỉ huy giỏi mà trung đoàn trong một tương lai không xa lắm đang rất cần thiết có thể nó đã không nghĩ ra được như ông cuộc tập kích bất ngờ ấy đã gây cho địch một sự bối rối hoang mang làm cho đối phương ngay sau khi đã làm chủ trận địa vẫn không nắm được lực lượng ta nhiều hay ít, yếu hay mạnh như thế nào và trở nên bị động, lúng túng. Nhưng rõ ràng nó có một ý thức tiến công. Nó biết lúc nên đánh và chỉ nghĩ đến việc sao đánh được. Nó không biết sợ, nên nó đã trở nên mưu trí. Nó biết nổ súng hợp đồng trong một hoàn cảnh khó khăn nhất. Nó lại biết chiêu hỏa lực địch để cùng với đồng đội rút lui một cách thật linh hoạt. Tất nhiên nó không biết hết cái hay cái giỏi của nó. Nó chỉ nghĩ như đã trả lời với ông, mình chủ động mà. Chuyện thằng Hùng làm cho Ba Kiên vui, không vì quá thích thú thằng nhỏ, mà vì liên hệ đến tình cảnh của trung đoàn. Với những chiến sĩ như vậy, trung đoàn vẫn như một như một cái gai trước cửa ngõ Sài Gòn mà thằng địch không thể nào nhổ đi được. Nếu chỉ lo cho ta, thì chúng ta chỉ thấy sự ác liệt. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấu tim đen chúng nó, thì ta thấy thằng địch đang run. Chỉ một loạt súng của thằng Hùng mà tụi nó đã kêu toán lên, việc tổng tập kích. Nghĩ vậy, Ba Kiên bỗng thấy thanh thản trong lòng bứt lá cây cuốn một điếu thuốc rồi nói với nghĩa thằng nhỏ coi bộ mần ăn được đấy chớ nghĩa đang nhìn theo chiếc cáng nghe ba kiên nói quay lại trợn tròn hai mắt hay quá đi chớ nhân cơ hội này ta giữ quách nó lại cho trung đoàn đi chớ thủ trưởng ba kiên không nói gì nhìn nghĩa và nghĩ cái thằng đáo để thật thì ra chẳng phải chỉ có một mình nghĩ đến chuyện bắt cóc chú bé này đêm hôm đó và ngày hôm sau có thêm bốn người trở về chỉ tám châm vận động cơ sở đưa xuồng chở các tử sĩ về khâm liệm và chôn cất. Xong vẫn còn thiếu đâu mất bốn người. Đã đến lúc phải lên đường, không thể ngồi chờ mãi ở đây được. Có thể bốn người kia đã bị bắt. Mấy hôm nay, máy bay vẫn bay và gọi loa chiêu hồi. Nó nhắc đi nhắc lại cái tin đại úy hoàng thực đã tử trận, tiểu đoàn 7 đã bị tiêu diệt. Nó còn thống kê cả số vũ khí đã thu được trong trận đánh. Mỗi lần nghe chúng nó gọi loa như vậy, má hai lại hỏi ông Ba Kiên anh em đã về hết chưa ba kiên đành phải nói còn vài người ba kiên không dám nói với má hai là trung đoàn sắp đi lần này ra đi nghĩ là chưa biết khi nào mới về ông đưa cái thư thằng hùng cho má má bảo ông đọc cho má nghe xong má gấp lại bỏ trong túi ni lông và cất vào cái hộp tròn để trên trang thờ ba kiên chưa rõ ý định của phó chính ủy phân khu gọi trung đoàn về bình mỹ làm gì nhưng ông hiểu có một thay đổi bốn tháng trời trước cửa ngõ Sài Gòn. Chưa bước chân ra đi mà mọi việc đã giống như những kỷ niệm, cả trận đánh mới ngày hôm qua đó. Mới hôm nào, chính trị viên phó thận đương bát nước rửa đưa cho ông ở gò sao. Những vườn cây ăn trái mà lúc đầu mới xuống, trung đoàn không cho anh em tơ hào động chạm bây giờ tất cả đã trở thành hố bom, trở thành mặt hồ. Những vườn cau bị pháo bắn gãy gục, từ màu xanh đã biến sang màu đỏ. Những đêm cắn thương binh lội qua rạch, gian khổ vậy nhưng vẫn có một cái gì đầm ấm đêm nào về đến nhà tụi trinh sát cũng để dành cho ông khi thì gói mì tôm khi thì một hộp cá ba kiên là một con người chan hòa cởi mở không ồn ào nhưng lại thích sống trong cảnh nhộn nhịp đến đơn vị hay về nhà ông ít ngồi một mình cũng vì quen với sự vui tính của ông nên hễ trông thấy ông ở đâu là lập tức anh em súng tới vây quanh tán chuyện mãi cho đến khi ông bắt làm việc họ mới tránh đi nơi khác khi ở ngoài bắc ông còn làm tham mưu trưởng trung đoàn hầu như chủ nhật nào ông cũng có mặt ở doanh trại những bữa liên hoan ông không bao giờ ngồi chung mâm với các cán bộ trung đoàn mà mang bát đi tìm ngồi cùng mâm với mấy cậu chiến sĩ trinh sát tối đến ông cũng mang chăn màn xuống ngủ chung với họ những cán bộ có tác phong sâu sát luôn luôn gần gũi cấp dưới của mình nhưng họ làm việc đó với cả một ý thức còn ông ba kiên thì giống như tính trời sinh ra vậy ông thương yêu chiến sĩ với một bản năng đến với chiến sĩ với một tác phong thật thoải mái. Nhiều lúc cảm thấy hình như ông sống không thể thiếu họ được. Cũng như ngày xưa, mỗi khi ra ruộng đi cày, đi bừa, phải có phường, có bạn. Hai hôm nay ông thấy buồn. Ông thường hay nói chuyện với Nghĩa. Nghĩa thì chẳng có chuyện gì để bụng lâu. Buổi sáng nó mới nhìn thằng Liệu gầm gầm. Buổi chiều nó đã bẻ đôi nắm cơm chia cho thằng Liệu một nửa. Ngay cả cái chuyện tiểu đoàn tan tác như vậy mà nó cũng chẳng có gì tỏ ra lo lắng gì cả đặt mình suông một cái, nó ngáy pho pho. Ba Kiên nói với Nghĩa. Nghĩa à, chắc lần này mà rút lên thì thôi không còn xuống lại đây nữa đâu. Nghĩa, tôi thì đánh đâu cũng được. Miễn sao trung đoàn mình vẫn là trung đoàn mũi nhọn. Tôi ghét nhất cái khoản làm nhiệm vụ dự bị, chuyên môn đi hot cho người ta. Nhưng mà ở đây lâu quen rồi, đi cũng nhớ chứ. Đi cũng được, nếu trên báo ở lại thì tôi ở, chứ ở cái chiến trường chỉ nhừng kênh với dịch này chán lắm. Nghĩa nói như vậy, nhưng khi thấy Liệu tỏ ra vui vẻ vì cái tin trung đoàn sắp rút khỏi nơi này thì anh quắc mắt. Đi đâu mà đi? Sang bên Bình Mỹ thì rồi lại đào hầm. Ngồi bờ rạch và tiếp tục chống càn chứ có gì khác. Tao nói trước cho mà biết, ở với tao thì đừng có mà lơ mơ. Đánh nhau mà không ra trò thì tao vặn cổ. Ba Kiên mới giao cho Nghĩa phụ trách tiểu đoàn. Sáng ra, Nghĩa vẫn kiểm tra hầm anh em chuẩn bị trông càn. Thị vào sáu trang đêm ấy đi gần sáng vừa về trước kịp nghỉ ngơi gì thì lại phải đưa tiếp hai thương binh nữa ra đi. Ông Ba Kiên vẽ một cái sơ đồ, đánh dấu những mưu trí các liệt sĩ. Mọi việc chuẩn bị của Ba Kiên, má hai đều biết. Vì vậy, trong khi Ba Kiên làm những công việc của ông trước khi ra đi, thì má hai cũng làm những việc cần của má. Má hỏi Ba Kiên về phần mộ của mấy đứa ta nói rằng để yên yên rồi phải nói bà con cô bác tu sửa lại tụi nó. Hôm thằng Hùng đi theo tám, Má hai vội quá chưa chuẩn bị gì cho nó. Không ngờ bây giờ nó lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Má vẫn chưa biết nó bị thương. Vì nó khẩn khoản nói với ba kiên đừng nói điều này với má nó. Má phải mua cho nó một cái võng dù, vài bộ quần áo. Mấy hôm tình hình địa phương có vẻ yên ắng. Tụi địch có tổ chức những cuộc hành quân nhỏ nhưng khách hàng ông gặp lực lượng ta. Tiểu đội du kích của xã Tân Thới Hiệp lập nên đầu Tết mộ Thân. Nên một số bị thương đi viện. Một số anh em hy sinh. Còn lại thì kẻ lên phân khu, người chạy vào Sài Gòn vì đã bị lộ. Các cán bộ địa phương rút lui vào hoạt động bí mật. Tám châm bây giờ không mang xà cột, không đi dép cao su nữa, chỉ đã thay cái áo bảo ba đen bằng một cái áo ni lông mỏng. Bọn địch đi lại công khai hơn. Không còn cái không khí nhuộn nhịp đầu Tết mộ thân nữa. Bọn địch chuẩn bị ra vùng ven, cố giành lại cái thế chủ động đã mất trong khu vực này sau ngày nổ ra cuộc tổng công kích. Vùng Trung Trung quanh Sài Gòn, mùa mưa đến nước dâng lên đầy các kinh rạch. Con sông Sài Gòn đôi bờ rộng ra mênh mông. Có những quán chiến sĩ ta phải bơi năm 600 mét, cắt qua những bãi sình lõng bóng hàng 3-4 km. Các đơn vị hoạt động ở chiến trường Vendo phải ém suốt ngày dưới nước, quần áo hầu như không bao giờ khô. Một số trung đoàn độc lập như trung đoàn 16. Sau hai đợt vào Sài Gòn, khi rút ra, hao hụt quân số. Lúc đó, nếu không có những tin tức về cuộc hội nghị Paris, về chiến sự tiếp diễn trên các chiến trường khác, thì người dân Vendo sẽ thực sự sống trong một tình trạng vô cùng bi đát về tinh thần. Một số chiến sĩ, cán bộ giao động, chạy trôn, đầu hàng, làm cho tình hình càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Có những chiến sĩ, khi nghiên cứu tình hình nhiệm vụ, nhất định không chịu công nhận những thắng lợi thu được trong cuộc tổng tiến công. Chính liệu đã có một lần công khai cái nhau với chính trị viên phó thận về vấn đề này. Dạo đó, tiểu đoàn 7 mới rút về gò sao, liên tiếp chịu những đợt phản kích của địch tiểu đoàn không có điều kiện tập trung anh em để nghiên cứu học tập tình hình nhiệm vụ. Do đó, thận phải lần lượt đi từng hầm để tổ chức học tập. Nghe thận trình bày xong, khi trao đổi ý kiến về thắng lợi của ta, liệu ngồi im lặng không nói một câu nào. Thận gợi ý. Đồng chí liệu phát biểu ý kiến xem như thế nào. Liệu đáp thùng thẳng. Địch bị bao vây ở đâu thì tôi không biết. Nhưng tại gò sao đây thì tôi thấy ta bị bao vây bốn phía. Còn máy bay bị bắn rơi ở đâu tôi không biết nhưng đây thì hàng ngày tôi chỉ thấy nó rơi xuống sân bay tân sơn nhất thôi suốt ngày liệu ngồi lì dưới con rạch chạy qua sát ngay một bên vậy mà cả tuần lễ anh không ra tắm anh tuyên bố dứt khoát phải giữ lấy cái gáo liệu là người công khai nói ra ý nghĩ của mình còn có những người khác cũng nghĩ như vậy nhưng họ không nói ra ngay như thận là chính trị viên phó tiểu đoàn đó nhưng nhiều lúc anh vẫn cảm thấy anh không tin điều mình nói lắm anh nói là nói theo bài bản của cấp trên Chứ về phần thực tế trước mắt anh thì anh vẫn thấy mù tịt. Những lúc như thế, thận được cấp trên giải đáp. Chúng ta chỉ nhìn được trong phạm vi cục bộ, còn cấp trên nhìn toàn cục. Và cái ví dụ về con voi được nhắc đi nhạc nhiều lần trong các đợt học tập. Cái còn lại duy nhất vững chắc nhất trong con người những cán bộ vùng ven lúc bấy giờ là lòng tin ở sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng. Mỗi lần khẳng định lại điều này cho mình thì họ lại yên tâm vượt qua mọi khó khăn. Cũng phải nói thêm rằng, ở đây, vai trò trụ cột của ông bà kiên người cán bộ chỉ huy và lãnh đạo cao nhất của trung đoàn đã giữ một phần quyết định quan trọng có người chỉ huy như vậy mọi người cảm thấy yên tâm nhiều khi tác phong sâu sát thái độ bình tĩnh của ông có một sức mạnh còn lớn hơn cả những lời động viên cổ vũ tuy vậy cũng có những lúc thấy cần phải làm sao biến những suy nghĩ của mình thành những suy nghĩ của cấp dưới những lúc đó cố gắng dùng những lời lẽ giàu dị những ví dụ cụ thể các cậu đừng lo mình lo một thằng địch phải mười, mình đứng trước cửa ngõ Sài Gòn kể dao vào tận cổ nó, phải quấy chứ, đến cắt tiết con cầy lắm lúc nó còn cửa cho văng cọc đứt dây huống chi là đánh nhau với thằng Mỹ. Quan trọng là bám cho chắc, trụ cho vững. Ông Ba Kiên mỗi lúc nghĩ về chiến sĩ, cán bộ trong trung đoàn đánh giá về họ, ông lại nghĩ về ông trước. Ông đặt ông vào hoàn cảnh của họ thử nghĩ thay cho họ. Trong con người của họ có một phần con người của mình, mình cũng có lúc sợ hãi cũng có lúc hoài nghi. Trong con người của họ cũng có một phần con người giống như con người của mình. Ngay như cậu lưu đó, vẫn tin là cậu ta đã có những lúc hăng hái sôi nổi. Sao lại không? Một con người đã vượt qua ngàn dặm núi rừng của Trường Sơn mà vào đến chiến trường này. Một người đã tự nguyện cầm súng đi đánh Mỹ, cứu nước. Lực lưu mới trở về, cậu ta có vẻ sợ. Nhưng thấy ông ba không tỏ ra gay gắt lắm. Cậu ta lại có vẻ ngượng. Sau chiều hôm đó, trước khi đi viện, cậu ta nói với ông bà Kiên. Lúc đó em sợ quá. Bà Kiên biết cậu ta muốn gợi chuyện để được thanh minh những điều mình đã làm, sợ rằng ông đánh giá cậu ta quá xấu. Nói, thôi, cậu cứ yên tâm đi điều trị đi. Khuyết điểm thì có gì sau này kiểm điểm. Mà có kiểm điểm thì cũng chủ yếu là để rút kinh nghiệm thôi. Đừng lo. Nhưng mà em cứ nghĩ mãi đến chuyện thủ trưởng thận hy sinh. Biết lựu hối hận thật sự, Ba Kiên tìm lời an ủi cậu ta và nói với cậu ta là ngày xưa chính ông cũng đã có lần phạm những khuyết điểm tương tự. Vẫn như những đêm khác, má hai thắp một ngọn đèn đặt ra trước cửa hầm, xong lấy cái mũ sắt ngồi giả thóc. Ông Ba Kiên đã chuẩn bị xong cả. Ngoài một số anh em hy sinh nằm lại ở vùng ven, trung đoàn 16 trước khi rút lui còn để lại ở đây một số đạn dược và vũ khí. Ông Ba Kiên đã đánh dấu những nơi chôn súng đạn, để phòng quay lại chiến trường. Ông không nói với má hai là đơn vị rút, nhưng ông đưa cho má một mảnh dây nhỏ, phòng khi có chiến sĩ thất lạc về sau, có địa điểm mà liên lạc. Mảnh giấy chỉ viết vòn vẹn có mấy chữ, đồng chí hãy tìm cách về gặp trung đoàn ở tiền phương phân khu. Ba Kiên giận má hai, khi đi rồi có ai đến hỏi thì phải thật cẩn thận. Má hai hỏi bao giờ thì đơn vị trở lại ông nói, có lẽ còn lâu đó. Má hai không nói thêm nữa, một lát má vào trong nhà lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho ba Kiên. Nhờ anh đưa cho thằng Hùng, và nói với nó cứ yên tâm mà công tác. Nói với nó là khi nào có anh em về thì hãy về chứ có đi một mình. Nấu cơm xong, má hai đưa một bát để lên trang thờ. Đã hai hôm nay, má cúng cơm cho mấy đứa. Má thắp nhang và đến trước trang thờ gọi tên những đứa má biết, thằng Thạc, thằng Thận. Còn những anh em má không biết tên thì má gọi chung. Sau đó má vắt năm nắm cơm cho năm người chuẩn bị ra đi. Bên mỗi gói cơm, má chia phần thêm một gói tép kho rửa gói trong lá chuối. Lúc còn nấu cơm, các công việc bận rộn làm má khuây khỏa, má vẫn cười nói như mọi hôm, nhưng khi tất cả mọi công việc đã đâu vào đấy rồi, má bắt đầu thấy buồn. Má không muốn mọi người lấy đi những nắm cơm mà má đã bày lên trên mẹt đó. Má biết đây là lần cuối cùng má được ngồi nhìn cái mẹt cơm và những chiến sĩ đến bên mẹt cơm đó. Nếu như trong cuộc đời của má, có những ngày vui nhất cuộc đời là những ngày má được làm cái công việc này. Ngoài 30 tuổi thì trông chết, má ở vậy nuôi con chồng má ngày xưa cũng lên chiến khu, cũng đi về quốc đoàn, mà má chưa được lần nào nắm cho ông một nắm cơm, kho cho ông một nồi tép. Quê má suốt 9 năm kháng chiến cho đến ngày ký kết hiệp định Geneva, chưa lần nào người dân được trông thấy bóng dáng một anh bộ đội. Có một lần và cũng là lạ lần cuối cùng, má ra vùng giải phóng rồi lên mái đâu trên miệt vàm cỏ đông thăm chồng. Đêm ấy, ba thằng hùng đưa má đi xem chiếu bóng. Từ ngày đó, má trở thành người dân kháng chiến trong mơ ước, và mãi cho đến bây giờ cuộc gặp gỡ các anh bộ đội giải phóng đối với má như một giấc mộng. Nó đột ngột làm sao, xúc động làm sao. Những đợt người tràn đến ảo ảo như những đợt sóng. Buổi sáng mai thức dậy, má đã thấy bộ đội giải phóng đầy nhà, đầy sân. Thế rồi má không kịp nghĩ xem mình phải làm gì đây. Có hàng trăm công việc cần phải làm trong một lúc. Chỉ đường cho bộ đội này, nấu cơm cho bộ đội này, giá gạo cho bộ đội này, chống xuồng vào trong bưng lấy dừa cho bộ đội này, vào ấp mua thức ăn cho bộ đội này. Má không còn làm việc gì cho gia đình má nữa ngoài mỗi ngày nấu ba bữa cơm. Chưa bao giờ má lại bận rộn như vậy. Má đang làm nhiệm vụ của một bà mẹ kháng chiến, cái nhiệm vụ mà đã lâu nay má hằng mơ ước. Nhưng cho đến hôm nay, sự bận rộn đó sắp mất đi. Nhà má sẽ không còn những anh bộ đội đến và gọi má bằng má nữa. Má sẽ mất đi cái hạnh phúc được ngồi nhìn những nắm cơm bốc khói. Sẽ mất đi cái hạnh phúc được ngồi bón từng thìa cháo cho những thương binh đang nhìn má bằng cặp mắt đầy âu yếm mỗi người lấy một nắm cơm bỏ vào túi ở thắt lưng họ chuẩn bị lên đường má hai hoảng hốt và bỗng nhiên nhớ ra điều má định hỏi ông ba kiên vậy là tôi vẫn để cái này trước hầm má chỉ ngọn đèn ông ba kiên gật đầu ông biết có lẽ chưa chắc đã có anh em trở về nhưng để khỏi tiết lộ việc trung đoàn rút khỏi nơi đây ông buộc lòng phải nói dối má ông ba kiên sắp ra đi thì bỗng nhớ ra một việc ông hỏi má hai chị hai à nếu sắp tới tôi chưa về được có anh em khác về đây tìm chị thì gọi chị là chị hai gì nhỉ? Má hai lơ đắng trả lời. Tên tôi ấy à, lâu nay người ta không gọi nên chắc chi bà con họ đã nhớ. Hai chờ, chờ đợi ây mà. Má hai nói rồi nhìn ba kiên, cười. Thấy ba kiên cũng cười, má hai tưởng là ông không tin lời mình vừa nói, má nghiêm mặt lại. Tôi nói thiệt đấy mà, tên tôi là hai trở. Cái tên ông già tôi ông đặt cho tôi từ lúc chưa sinh lận. Cái tên vậy mà hạp với tôi quá xá chớ lệ. Tôi nghiệm ra suốt đời tôi chỉ có chờ với đợi hoài, anh ba. Nói đến đó má chỉ ngọn đèn trước hầm. Anh ba nhìn lại cho kỹ cái ngọn đèn này nghe. Các cậu nữa, nữa, nhớ nghen. Khi nào đến đây, hễ còn thấy ngọn đèn là tôi còn chờ các cậu đấy. Đến đây mà không thấy ngọn đèn thì đừng vào. Còn như thấy ngọn đèn vẫn thắp trước cửa hầm đó, vào nhà gọi ba tiếng mà không thấy ai trả lời thì nhìn vào trong hầm đó tôi có chết tôi cũng nằm trong hầm đó chờ tôi không đi đâu đâu má hai đứng dậy nắm lấy tay ông ba kiên rồi lần lượt từ giá từng chiến sĩ một họ đi ra khỏi nhà lâu rồi vẫn trông thấy bóng má đứng trước sân che lấp ngọn đèn ông ba kiên lầm bầm nhắc lại cái tên chị hai chờ có thể một ngày nào đó một ngày còn lâu lắm ông sẽ trở về cái xã tân thế hiệp này má hai sẽ thắp ngọn đèn đó đêm nay Đêm mai và còn nhiều đêm nữa trước cửa hầm, ông đi đã xa lắm còn quay nhìn trở lại, không còn nhận ra bóng dáng má hai nữa, nhưng vẫn thấy một ngọn đèn, một chấm sáng vẫn nhấp nháy phía sau ông. Phía đó, Vendo. Phó chính ủy Hàn rời khỏi khu vực cầu sắt với nhiều nỗi bực dọc trong lòng. Mình ở lại đây làm gì để rồi rút lui một cách hốt hoảng như vậy? Ông nghĩ rằng lúc ông lăn qua bờ rạch gần như chạy trốn, có nhiều con mắt nhìn theo ông một cách giễu cợt ông bỗng nhớ lại rất rõ nét một lạnh lùng của tiểu đoàn trưởng thực khi ông nói mình quyết định ở lại. Ông nhớ đến câu chuyện ngắn ngủi giữa ông và thận trước lúc rút lui. Mặt thận đỏ lên khi ông nói, đồng chí nghĩ có lẽ tôi nên đi khỏi nơi này chứ gì. Chào ôi, nếu như ông gặp lại những con người này. Ông nhớ đến ông Ba Kiên đã cho cả hai cậu chiến sĩ trinh sát xuống khi thấy mình quyết tâm ở lại. Tiểu đoàn 7 ông tưởng đâu cái hành động độc đáo đáo của ông sẽ làm cho ông nổi lên như một anh hùng không ngờ, ông sẽ ăn nói sau đây với ông Ba Kiên về thằng Hùng. Hôm ấy về vội quá, ông Ba Kiên không thấy thằng Hùng đâu, hỏi Thị. Thằng Hùng không về à? Khi trả lời, nó còn ở lại bên ấy với thằng Tuấn. Phó chính ủy im lặng vì ông Ba Kiên tất nhiên không hỏi ông về chuyện này. Nhưng cứ nhìn nét mặt của ông Ba Kiên thì biết là ông ta đang không bằng lòng. Hôm ông Ba Kiên đề nghị với ông cho thằng Hùng vào bộ đội thể theo nguyện vọng của má hai tự nhiên ông nghĩ đến việc mình đang cần một chú liên lạc linh hoạt am hiểu tình hình địa phương như chú bé này vậy là ông đồng ý ngay như vậy là coi như má hai gửi cho ông ba kiên thằng hùng ông ba kiên gửi thằng hùng cho ông ông ba kiên hai ba lần đề nghị với ông nếu có điều kiện thì cho nó về phía sau ngay cả cậu an công vụ của ông cậu ta hình như cũng không bằng lòng lắm về việc này về đến bưng voi nhỏ an nói với thị vậy là mình bỏ thằng hùng lại thị nói thì rồi nó sẽ rút sau với đơn vị. Lúc đó ông đành giữ nét mặt trầm ngâm không tham gia vào câu chuyện giữa hai người. Ông về qua bưng voi nhỏ một chút rồi vội vã ra đi. Ông đi khỏi đơn vị như vì đang bận một công việc gấp. Mọi người chắc phải nghĩ như thế. Nhưng còn ông, ông ra đi không có một chủ định nào cả. Dần dần trên đường đi, ông mới nghĩ đến việc này. Mình sẽ về đâu đây? Dọc đường, nơi nào cũng bom đạn, nơi nào địch cũng có thể đổ quân. Nơi nào nếu phát hiện là có bộ đội thì chỉ sau 5 phút trực thăng vũ trang. Phản lực có thể oanh tạc và các cụm pháo đều có thể bắn tới một cách dễ dàng. Đã nhiều lần, ông nghĩ tới việc rút sang bên kia sông một thời gian cho tình hình tạm lắng rồi quay trở về. Nhưng mà bên kia sông rồi cũng vậy. Thật là khó cho một cán bộ lãnh đạo như ông trong lúc này. Lần sang bưng voi nhỏ rồi xuống cầu sắt. Ông đã nghĩ đến cách cuối cùng là nắm lấy bộ đội mà chỉ huy và cùng sống chết với họ. Nhưng ông đã bỏ cuộc qua sông rạch cha rồi an hỏi ông bây giờ về đâu thủ trưởng ông trả lời lơ đãng chúa cũ cùng đi với ông còn hai đồng chí vệ binh sau trang và hai trợ lý chính trị những người này vừa rồi trệ càng tản mát mỗi người một nơi vừa mới liên lạc được với ông qua hai chiến sĩ vệ binh họ trở về lại căn cứ của tiền phương phân khu bộ cũ đó vốn là một cái bờ rạch ông đi qua cái hầm mà ông năm chuyện tư lệnh phân khu hy sinh dạo nọ cái hầm cũ vẫn còn đó dưới một gốc dừa chiếc trực thăng ngoẹo đuôi đã bay chung quanh cây dừa đó quạt tốc lá lên và ông năm chuyện đã nhảy ra hôm đó tám hàn ngồi trong một cái hầm chỉ cách ông năm chuyện có ba bốn chục mét qua bến đá an có ghé vào trong ấp mua được mấy cái bánh mì đến nơi họ xem lại hầm rồi đặt bồng xuống trên bờ rạch cắt chia nhau mỗi người nửa ổ bánh mì ăn xong múc nước ở bờ rạch uống đêm vùng ven vắng ngắt ngày xưa nơi đây vốn có người ở nhưng từ sau tết mậu thân bọn địch ném bom và bắn pháo bừa bãi nên dân đã chạy hết mới cách đây ít lâu khu vực này thật là ồn ào bộ đội cán bộ qua lại tấp nập người ta chỉ nói đến chuyện vào sài gòn đêm đêm các chiến sĩ còn vào ấp mua thuốc lá thịt hồn mua rau mua bánh người ta ngồi trên bờ rạch để chờ xem dkb bắn vào trường huấn luyện quang trung vào sân bay tân sơn nhất sau những cuộc họp kéo dài ông năm chuyện vẫn thường rủ phó chính ủy ra ngồi trước cửa hầm dưới gốc cây dừa đó pha hai ly cà phê sữa và nói chuyện thời sự mãi cho đến sau này khi tụi địch đã bắn đại bác vào khu vực này và sau cả một trận bom đánh dọc theo bờ rạch ông năm chuyện vẫn không bỏ cái thói quen đó ông coi mọi việc thật bình thường nhiều hôm phó chính ủy phải nhắc ông vào hầm vì đã đến giờ pháo bắn trong tình hình căng thẳng như thế có những người như ông năm chuyện tự nhiên ông thấy bớt lo hôm nay thiếu ông năm chuyện phó chính ủy cảm thấy chung quanh ông như có một khoảng trống lớn bộ phận a 2 tiền phương của phân khu bộ trước kia có tới vài chục người nay lèo tèo mấy người ở trên một khúc rạch nay cảm thấy hở lưng hở sườn trước đây dẫu có ở giữa lòng địch thật đấy nhưng đằng trước họ sau lưng họ còn có bao nhiêu đơn vị dkb này binh chủng đặc biệt này các đơn vị hậu cần này rồi có khi còn có cả dân công hỏa tuyến nữa. Riêng bộ binh thì phía trước họ có trung đoàn quyết thắng, đến trung đoàn 16, phía sau họ là trung đoàn 88. Đêm nào không tập kích thì cũng pháo kích. Bọn địch bị động đối phó nhiều nơi, nên tình hình ở đây đỡ một phần căng thẳng. Nay trung đoàn quyết thắng đã rút về phía trên, trung đoàn 16 chỉ còn một tiểu đoàn chống càn ở bên kia sông. Đã lâu lắm, họ cũng không nghe tin tức gì về trung đoàn 88 cả. Ăn xong nửa cuối bánh mì, mọi người đi xe một lần nữa ngụy trang và đắp thêm đất vào những cái hầm đã bị mưa làm sụt lơ dọc bờ rạch phó chính ủy bấm đèn pin và viết thư cho ông ba kiên nửa giờ sau họ lại được phân công mỗi người đi một nơi họ gọi các cán bộ chiến sĩ đang ở tản mát các nơi sau trận cản tập trung về để làm việc thật ra thì ông tám hàn vẫn chưa nghĩ được rồi cái tiền phương phân khu bộ này sau khi tập trung về sẽ làm những việc gì đây sáu trang được phân công đưa thư sang cho ông ba kiên và nếu cần thì ở lại bên đó để giúp trung đoàn tìm kiếm thương binh, liệt sĩ, vì cô là người địa phương, có thể đi lại một cách hợp pháp. Phó chính ủy viết thư cho ông Ba Kiên và quyết định rút trung đoàn về bên này sông rạch trà. Cái ý nghĩ này ông mới vụt ngay ra sau khi về ngồi trên bờ rạch. Cấp trên sẽ không thể có ý kiến gì với ông được vì ông chưa cho đơn vị rút sang bên kia sông Sài Gòn. Trong tình hình như thế này, đưa đơn vị tạm tránh sang đây ít hôm là để bảo toàn lực lượng và cũng là để chờ tiểu đoàn bổ sung từ trên xuống. Nhưng trung đoàn về rồi sẽ ở đâu thì ông chưa quyết định. Nhất định là không thể ở quá gần phân khu bộ được. Khi nghĩ đến việc có một đơn vị về bên này sông, ông cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ông mở tấm bản đồ, bấm đèn pin soi đi soi lại mãi, và vòng lên một vòng gần cái ấp bỏ cạnh đường số 8. Cũng chẳng còn chỗ nào khác nữa. Cái địa điểm này, trước kia tiểu đoàn 8 của trung đoàn 16 đã một lần chống càn ở đây lần đó họ bị chóc hầm và thiệt hại nặng ông tắt đèn pin và nhìn vào khoảng không trước mặt đêm vùng ven tối nhờ nhờ những rặng cây những con đường những bờ rạch nhòa đi mất hết đường nét lẫn vào trong bầu trời xám đục như những nét mực chỗ đậm chỗ nhạt không gần không xa sau cái bóng tối đó còn một chút ánh sáng dầu sao thì nhìn vào khoảng tối ấy ông vẫn thấy dễ chịu còn lại trước mặt ông trong khoảng tối ấy là cả một đêm dài ở vùng ven trong những ngày như thế này người ta rất sợ ngày mai. Ngày mai là một cái gì chưa biết, một cái gì lo lắng. Ngồi ở bờ rạch một ngày, người ta có thể nghĩ đến bao nhiêu chuyện. Sau khi nhận nắm cơm buổi sáng do anh nuôi mang tới, bắt đầu họ nghĩ đến việc có thể chống càn. Họ lo lắng nhìn mặt trời lên, sương tan dần. Họ lắng nghe tiếng máy bay từ xa. Họ nhìn ra cánh đồng theo dõi xem có hiện tượng gì đáng chú ý. Đồng bào đang gặt bỗng dưng bỏ về, lũ chim ở cánh đồng bỗng dưng bay lên chiếc đầm giả bỗng dưng nghiêng cánh. Tất cả những hiện tượng đó họ không bỏ sót một chi tiết nào. Họ nhìn mặt trời lên ngang tai, ngang đầu, rồi ngạ xuống phía tây, và cho đến lúc thấy bóng anh nuôi, cầm cành trà long khom chạy trên bò rạch, thì họ mới yên trí là đã hết một ngày ở vùng ven. Phó chính ủy nhìn vào khoảng không. Ông nghĩ đến ngày mai, cái ngày mai đang đến chậm chậm sau bóng toi nhờ nhờ ấy. Từ những ngày còn nhỏ, có một ông thầy lấy số tử vi cho tám hàn và không ngất khen lá số của cậu bé. Mệnh cung của cậu có tử vi, thiên tướng, tả phù hữu bật, khoa quyền lộc, ở cung quan lộc thì có khôi, việt. Hiểm có một nỗi hạn hành gặp phải nhiều tuần triệt. Số cậu bé này phai đến ngoài 40 tuổi thì mới nên nổi được. Ông nghiệm ra những điều tiên đoán của thầy số thật hay. Cuộc đời của ông quả là có gặp nhiều lận đận. Sinh ra trong một gia đình công chức ở thành phố nhiều miền Trung, cậu bé Hàn sớm có nhiều tham vọng. Ông bố cậu là một giáo học, cũng luôn luôn lo vun đắp cho con một tương lai ít nhất thì cũng phải hơn mình. Sống giữa cái cảnh mà mọi người tìm đủ cách để chen lẫn nhau, su phụ nhau, thậm chí lường gạt nhau để kiếm miếng ăn, ông giáo thấy cần thiết phải dạy cho con mình một cách sông khôn ngoan để áp AP thân. Ông phát ra một chương trình cho chú bé thực hiện một cách nghiêm khắc. Phải học giỏi để được học bổng, đậu bằng cao đẳng tiểu học, rồi nhất định phải thi cho được vào trường quốc học để đoạt lấy bằng thành trung sau đó sẽ cưới một cô vợ con nhà khá giả ông sẽ không bao giờ cho cậu bé gì làm cái nghê gó đầu trẻ như ông con đường tiến thân của cậu phải bắt đầu bằng những chức vụ gần với uy quyền mà ở đó cậu con sẽ tìm được những người che chở có thế lực ngõ hầu mở ra trước mắt cậu một tương lai đầy sán lạn cậu con tỏ ra là một người thông minh thực hiện từng bước kế ước mong đó của ông bố một cách khá mỹ mãn 13 tuổi cậu đã tốt nghiệp cao đẳng tiểu học vào loại ưu tú những năm học trung học cậu sông kham khổ về vật chất nhưng tràn trề hy vọng về một viễn cảnh tương lai huy hoàng mà ông bố đã phát ra cho mình. Mỗi lần nhắc đến lá số tử vi, ông bố không khỏi bàng hoàng vì sung sướng. Nhiều lúc ông đã nghĩ hay là ta có thể bán hết gia tài để gắn cho nó học thêm mấy năm nữa đoạt nốt lấy kế bằng tú tài. Ngày xưa, bố mẹ ông cũng đã chẳng chạy trọt, bán hết ruộng nương, nhà cửa để mua cho ông một cái bằng tiểu học đó sao. Bây giờ, cậu bé đã vượt qua cái địa vị xã hội mà ngày xưa ông đổ mồ hôi, xuôi nước mắt mới chiếm được về tài năng, thì rõ ràng nó hơn hẳn ông một cái đầu. 17 tuổi, cậu con đoạt được bằng thành trung một cách dễ dàng như ý ông bố mong muốn. Chính giữa cái lúc hai bố con đang lưỡng lự về việc có nên học nữa hay thôi, thì cách mạng tháng 8 nổ ra như một tiếng sét Tất cả bị cuốn theo nó, ảo đi. Nhờ có trình độ văn hóa, nên lập tức cậu bé được người ta đưa ngay vào làm công tác tuyên truyền. Rồi, sau đó ít lâu lại được chọn đi học trường võ bị, cậu bị cuốn đi trong cơn lốc của cách mạng, trong khi ông bố thì vẫn nuối tiếc những chương trình chưa thực hiện được. Ông giở lá số từ visa và sực nhớ rằng ngày xưa ông thầy có nói về một cái đại hạn, tiểu hạn nào đó. Sau những ngày lao vào cuộc sống mới đầy hăng say và thú vị đó, tám Hàn dần dần hiểu về cách mạng. Anh đã đem hết nhiệt tình, hết tài năng để cống hiến cho cách mạng, không một chút suy nghĩ đắn đo gì về tương lai, tiền đồ và cũng hầu như quên hết những gì thuộc về dĩ vãng. Sau 6 tháng, Hàn ra trường và nghiêm nhiên trở thành một sĩ quan quân đội. Trong cái chung, người thanh niên ấy đã tìm cho mình một con đường tiến thân riêng. Con đường tiến thân đó hình như càng ngày càng rõ nét. Hàn càng ngày càng tỏ ra hăng hái tận tụy, lại có năng lực. Người ta đưa anh về làm sĩ quan tham mưu ở một trung đoàn. Một sĩ quan trẻ, đẹp trai, có văn hóa lúc bấy giờ thật là hiếm. Đến năm 48 anh đã được đề bạt tiểu đoàn phó và sang năm 49 thì được đưa xuống một đơn vị chủ công của trung đoàn. Giữa cái lúc bước tiến đang phơi phới đi lên như vậy thì một sự việc xảy đến mà đến nay Tám Hàn vẫn coi như một vết nhơ trong lý lịch của ông. Trong một trận đánh ở cương vị tiểu đoàn phó ông ngồi im không ra lệnh cho bộ đội xuất kích vì lúc đó xe tăng địch bắn dữ quá vào chung quanh hầm. Đại đội trưởng cũng ngồi im nốt. Đơn vị bạn xuất kích một cách đơn độc nên bị thiệt hại nặng. Lần đó về, ông bị hạ tầng từ tiểu đoàn phó xuống đại đội trưởng. Cái số của mình là vậy. Ông thím nghĩ và quyết tâm làm lại từ đầu. Cho đến nay ông đã ngoài 40 tuổi, ở cương vị phó chính ủy một phân khu. Ông sắp được trên trao quân hàm thượng tá. Ông hiểu rất rõ điều này, và với một quyết tâm đầy tham vọng. Ông đã tình nguyện ở lại cùng với đơn vị giữa lúc tình hình đang gay go nhất, giữa lúc mà cả bộ tư lệnh phân khu nhận được lệnh về miền họp. Cho đến hôm nay đợt hai tổng công kích đã mở màn từ lâu, nhưng chính ủy phân khu vẫn chưa xuống, điện đài thì mất liên lạc với miền. Ngoài cái lệnh cuối cùng giao cho trung đoàn 16 bám trụ, thì chẳng có một tin tức nào khác. Cuộc chiến đấu ngày một trở nên căng thẳng và ác liệt. Trong đời làm cán bộ chính trị, kinh nghiệm của ông là, gặp những trường hợp khó khăn như thế này, trước hết phải giữ vững lòng tin cho cán bộ, chiến sĩ, phải làm cho họ nhận thức được rằng, khó khăn là cục bộ, là tạm thời phải làm cho họ nắm được cái toàn cục cái tình hình chung để họ thêm tin tưởng và giữ quyết tâm điều đó ông đã giải thích cho nhiều người nhưng bây giờ thì ông phải giải thích cho chính ông là người đương sự và bắt đầu ông cảm thấy có những hoài nghi về chính những điều mình đã nói cái chiến thắng cuối cùng thì ông không còn phải thắc mắc nữa cuộc chiến đấu của chúng ta là một cuộc chiến đấu chính nghĩa có sức mạnh của cả một dân tộc ở sau lưng người bộ đội có thể tự hào và vững tin ở điều đó nhưng trong tình hình cụ thể trước mắt ông cảm thấy có một cái gì phân vân. Cuộc tổng tiến công này có thật thu được thắng lợi như ta đã nói trên đài, trên báo trăng. Việc bị tiêu hao cả những trung đoàn như thế này quả là một tổn thất to lớn. Cái số phận thiệt thòi của những đơn vị này được ông thông cảm hơn bao giờ hết vì ông cảm thấy số phận của ông đã gắn liền với số phận của họ. Ông nghĩ đến những cán bộ trên miền, những cán bộ hiện đương phụ trách những đơn vị đứng chân ở phía sau. Ông nhớ đến những đợt học tập cán bộ trung cao cấp, Nhớ những lời phát biểu của các chính ủy sư đoàn trong các hội nghị đó, ông nhớ đến những phát biểu quyết tâm của các đơn vị và đôi lúc ông ngồi mỉm cười một mình. Nếu như trước đây có những lúc ông tỏ ra hãnh diện vì mình là một cán bộ đứng ở một địa bàn đầu sóng ngọn gió, thì bây giờ ông lại cảm thấy ghen tức đối với những cán bộ mà theo như người ta nói, có một chữ thỏ rất to. Tụi nó chỉ được cái quyết tâm mồm. Gần đây, ông thường hay so sánh mình với những cán bộ cùng cấp và ông cảm thấy có một điều gì thiệt thòi đối với mình ông tự xếp mình vào loại cán bộ hay được điều đi lưu động nhiều nhất điều đó chứng tỏ rằng ông là một cán bộ có năng lực nhưng khi cần thì người ta nhớ đến ông như một yêu cầu nhất thời chứ giao hẳn nhiệm vụ quan trọng trực tiếp cho ông thì lại không ông tự so sánh mình với chính ủy phân khu chính ủy phân khu thực ra chưa bao giờ làm những nhiệm vụ độc lập khó khăn như ông tập kết về ông ta xuống làm chính ủy một trung đoàn do bộ chỉ huy trực tiếp chỉ đạo tất nhiên trung đoàn có một số thành tích nhưng đó chẳng phải là công lao của riêng ông ta. Sau đó ông ta nghiễm nhiên về làm phó chủ nhiệm cục chính trị cho đến nay. Còn ông đã có mặt ngay những phút đầu tiên trên chiến hào khi thằng Mỹ đổ quân ảo ạt vào miền Nam. Trong hội nghị tổng kết đánh Mỹ đầu tiên, ông là người đã đọc bản tham luận vì sao chúng ta có thể đánh Mỹ được. Bản báo cáo đã được Bộ Tư lệnh miền hết sức hoan nghênh. Ông có trình độ tổng kết, có trình độ phân tích. Những lần trình huấn cho cán bộ, ông biết họ rất thích nghe ông lên lớp có hôn tình cờ ông đã nghe một người nói lần này anh tám đi họp anh ba lên lớp thì chán lắm anh ba là chính ủy ngay trong cuộc tổng tiến công này ai là người bám theo bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió ai là người đứng trụ lại vùng ven trong những ngày quyết liệt nhất vậy mà trong các cuộc họp cán bộ trung cao cấp ông cảm thấy hình như người ta quên ông đi việc ông quyết định ở lại một phần cũng vì cảm thấy tự ái về điều này ừ cấp trên tín nhiệm chính ủy thì cứ để chính ủy về họp. Ông ấy sẽ chẳng biết gì về tình hình bộ đội, cứ để ông ấy báo cáo và cứ để cấp trên nghe. Trong khi đó ở chiến trường, người còn lại để đảm đương trách nhiệm sẽ là ông. Rồi một ngày kia người ta sẽ phải nói, hồi đó công chính là công của thằng tám Hàn. Chính chính ủy phân khu hình như cũng thấy cái điều này trong những suy nghĩ của ông, cho nên khi có điện của miền gọi ông ta về họp thì lúc đầu ông ta lại nói: "Anh tám đi thay tôi một lần đi." Chẳng việc gì mà đi thay nhiệm vụ ai kẻ đó làm tám hàn nghĩ như vậy thật là rắc rối cho tư tưởng con người khi nghe chính ủy nói vậy thì phản ứng của tám hàn lại càng mạnh mẽ hơn ý nghĩ của ông lúc đó đầy những mâu thuẫn khi thì ông cho là chính ủy khinh mình cho là mình ở lại một mình không đảm đang nổi nhiệm vụ nặng nề tình hình khó khăn này có khi ông lại nghĩ rằng ư ừ cấp trên đã tín nhiệm ông ta thì cứ để ông ta đi việc gì mà mình phải đi thay lúc đó bộ tư lệnh có họp và bàn nhau thấy rằng nên để chính ủy ở lại. Vì tình hình hiện nay ở đây là nghiêm trọng, còn việc đi họp và truyền đạt lại thì ai đi cũng được. Nghe nói vậy, tám hàn càng tự ái và ông nhất quyết không đi, lấy cớ là mình nên chấp hành cho đúng chỉ thị của trên. Đàn muối từ dưới rạch bay ra như chấu. Mặc dầu An đã che cho ông một miếng vải màn trước cửa hầm, nhưng ông không sao nằm được, ông lại quay trở ra trải tấm vải ngồi châm thúc hút tiếng cá ăn đêm đớp mồi quẩy lọp bọp dưới rạch, tiếng những con chê nghiến răng ken két, một vài con ếch, con nhái nhảy lóc bóc. Ban đêm, những tiếng động đó nghe thật rõ, những tiếng động của sự bình yên đầy lo lắng. Ngày mai, ông vẫn nghĩ đến ngày mai và những ngày sắp tới. Theo báo cáo lại của số anh em vệ binh, thì chính cái hôm ông vượt sông rạch cha để về bên kia, sát bờ sông Sài Gòn bên này đã xảy ra cuộc chiến đấu ác liệt tiểu đoàn 9 của trung đoàn 16 vừa hành quân đến đây, thì trời sáng. Đơn vị phải ém lại ven bờ sông. Mở sáng, trực thăng lên. Họ buộc phải đánh trả lại địch khi đã bị phát hiện. Suốt ngày cầm cự trong một tình thế tuyệt vọng. Họ cứ chịu trận như thế cho đến lúc trời tối. Trước đó, địch càn vào phân khu bộ và phó chính ủy phải vượt sông rạch Cha. Đáng lẽ thì bộ tư lệnh phân khu đã phải cho người móc tiểu đoàn 9 ở bờ sông. Nhưng vì bê bối quá, ông đã không giao lại cho cán bộ tham mưu làm việc này nghe đâu sau trận càn cán bộ chiến sĩ rất công phấn họ nói rằng phân khu chỉ biết chạy trốn cho mình còn bỏ bộ đội sống chết sao mặc nghe cán bộ trung đoàn đi theo tiểu đoàn này cũng không còn ai phó chính ủy đang cho đi móc liên lạc với họ như thế là một tiểu đoàn ở phía trên một tiểu đoàn ở phía dưới khi móc liên lạc được với nhau thì đều đã mất sức chiến đấu họ sẽ làm gì đây với cái lực lượng mỏng manh còn lại như thế này có tiếng chân người bước thình thịch không phải tiếng một người mà tiếng nhiều người họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau sao người ta lại đi lại một cách ồn ào như vậy ở đây cần phải giữ bí mật được chừng nào hay chừng ấy ông tam chợt nghĩ như vậy và có vẻ không bằng lòng hai ba cái bóng đã đến đứng ngay bên hầm một người hỏi trống không hầm anh tám ở đâu có tiếng trả lời từ phía sau ở đó đó an choàng dậy ai hỏi anh tám đồng chí báo cáo với anh Tám là có các đồng chí cán bộ của trung đoàn 16 đến gặp. Một đồng chí vệ binh tiến lên nói như vậy, còn ba bốn người đi phía sau đặt bồng ngồi xuống, có một người nào đó quạt lửa châm thuốc hút. Ông Tám Hàn, các đồng chí cẩn thận một chút, hút thuốc phải che ánh lửa lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.